Martin Luther King hay là đêm nay là đêm thứ bảy của ngày 18 tháng 4 âm lịch và nhằm ngày 13 tháng 5. Sư phụ dành cái thời gian trong một dịp cuối tuần để xuống thiền viện Nam Úc cùng với chư tăng ni hoặc toàn thể các Phật tử ở Nam Úc chúng ta cùng nhau để ngày mai ngày chủ nhật tức là ngày 19 âm lịch sẽ tổ chức một ngày đại lễ Phật đản gọi là Vesak Day để đón mừng và chào mừng cái ngày của Đấng Mục Sư ra đời lần thứ 2641 và năm nay dương lịch đó là 2017 nhằm tính theo Phật lịch là năm 2561. Trước nhất thì muốn hỏi thăm quý nam nữ Phật tử các đệ tử ở tại Tây Úc hay là Nam Úc mỗi mỗi địa bàn thì tuy là khác nhau nhưng mà cũng cùng là một cái tổ chức của Minh Quang và cũng là một số các Phật tử đi các cái đạo tràng khác và ở tại Nam Úc chúng ta thì trong mùa Phật đản năm nay cũng như là cho đến hôm nay quý Phật tử có được an lạc không? Có được thanh tịnh không? Ở đây có đã tham dự một cái lễ Phật đản nào trước chưa? Chùa Pháp Hoa. Cái lễ Phật đản như các Phật tử biết là trong lịch sử Phật giáo là người ta tổ chức lễ Phật đản gọi là một tháng Phật đản. Bắt đầu tháng 4 âm lịch là tháng Phật, mùa hoa sen nở hay là mùa hạ thì để mừng Đức Phật ra đời. Khi nói vậy để cho mình thấy rằng là để đặt chính xác cái ngày Phật ra đời cho đến bây giờ trong lịch sử Phật giáo mình cũng chưa có nắm chắc là Phật ra đời vào cái thời điểm nào. Nếu nói theo tinh thần của kinh Nam Tạng thì chúng ta biết là Đức Phật ra đời vào ngày Trăng Tròn. Ngày Trăng Tròn. Ngày Trăng Tròn mà Trăng Tròn tháng 4 Vesak tức là Trăng Tròn tháng 4 gọi lịch của Ấn Độ gọi là lịch Vesak. Và cái lịch Vesak mà Trăng Tròn thì nó nhằm ngày 8 chứ không phải là nhằm ngày nào. Và khi mà đi qua những nước Đông Nam Á của mình ấy, thì tính theo lịch âm dương đặc biệt là của Tàu thì ngày Trăng Tròn là ngày rằm chứ không phải là ngày tám. Cho nên vì vậy mà bây giờ thì ngày Phật ra đời đang được sao để cộng chung lại là ngày Trăng Tròn và Trăng Tròn tức là ngày rằm. Tuy nhiên đó là trong tất cả các cái bài kệ cũ hoặc là những cái nghi thức cũ thì mình thấy là đa phần tổ chức vào ngày mùng tám tháng 4. Và bây giờ khi mà mình đi ra nước ngoài nữa, tức là mình đi ra những nước phương Tây thì có thêm một cái ngày nữa là cái ngày ta gọi là ngày Vesak Day, là ngày đại lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc. Của Liên Hiệp Quốc. Có nghĩa là sau năm 1999 cho đến năm 2000 đó, thì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, họ họp trong hội đồng thường trực đó, họ đã phê chuẩn rằng cái ngày mà Đức Phật ra đời, cái ngày Đức Phật thành đạo và cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đều là trăng tròn và trở thành một cái được đánh giá là một cái giống như mình gọi là một vĩ nhân, một người mà ra đời mà mang lại nhiều cái sự thay đổi và mang lại cái nền tảng về văn hóa, về giáo dục và tuệ giác cho nhân loại, tức là mang lại cái niềm hạnh phúc bình an cho nhân loại. Cho nên người ta chọn cái ngày đó được gọi là ngày Vesak Day. V
Vesak đây á, thì nó lấy theo từ của Vesak của Ấn Độ và cộng lại trong ba cái lễ tam hợp á, được trời gọi là Vesak. Không có phải chỉ mừng ngày Phật đản sinh không thôi, mà mừng ngày lễ Vesak nó gồm có cả Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo, Đức Phật đến nước bạn. Nhưng mà ba ngày đó tại sao có thể hợp lại được một? Bởi vì ngày sinh thì đâu có thể chung với ngày, không thể nghĩa là sinh nhật và tử nhật thì mình không thể tính chung một ngày. Tuy nhiên trong cái tinh thần của Phật giáo là như chúng ta biết là cho đến ngày nay là đối với Phật giáo đi vào trong cái lòng của nhân loại và đặc biệt là trên khắp thế giới là nó còn mang cái tính gọi là biểu tượng nhiều hơn là những cái kiến thức lịch sử. Cho nên gọi là chọn một ngày để nó là đánh dấu cái sự kiện lớn trên thế giới và đặc biệt là đánh dấu cái ngày của Đức Phật ra đời và Đức Phật tồn tại thế gian này. Nó sẽ liên hệ với nhau về tinh thần, đó là đã mang lại cái ánh sáng cho thế giới, chứ nó không có phải là để nói rằng cái ngày đó là ngày mất. Cũng như thật ra chúng ta có thêm một cái tư liệu nữa để mình biết rằng là cái ngày mà Vesak đây nó chung nó không có ngày nhập niết bàn. Nhưng mà thật ra Đức Phật nhập niết bàn là sao? Đối với Phật giáo, cái quan trọng nhất của Phật giáo là sự giải thoát, mà sự giải thoát cao nhất của Phật giáo là phải chứng được niết bàn. Cho nên cái liên hệ đến Đức Phật và liên hệ đến con người của Đức Phật là liên hệ đến hành trình của Đức Phật đều có một chữ duy nhất, tức là vệ giác, là tỉnh thức thôi. Cho nên Đức Phật ra đời là biểu tượng của cái mặt trời của chân lý, là người tìm ra sự thật về chân lý. Rồi thứ hai, khi Phật mà mình gọi là đạt đạo, ngồi dưới gốc cây, là thị hiện dưới gốc cây ngồi 49 ngày mà ngài đã chứng được cái quả vị vô thượng giác đẳng giác giác, là ngày đó là ngày bừng sáng cái chân lý đó, được nữa là chứng minh qua một con người bình thường thôi, đó là Đức Phật. Thì cái đó được gọi là ngày đắc đạo của ngài, ngày thành đạo của ngài, cũng là vậy giác. Và cuối cùng khi mà ngài đi vào trong cái cảnh nữa là cái phần hoàn toàn chinh phục tất cả các ưu não và thắng phục tất cả các cái tham luyến thế gian để trở thành con người tự tại, thì được gọi là ngày vào niết bàn. Cho nên Phật giáo thật ra khi mà vào cái dùng từ niết bàn của Phật giáo không có phải là mất, là chết, mà niết bàn của Phật giáo là cái quả vị tối cao để thành tựu được cái con đường tu học. Cho nên chúng ta có ba cái con đường mà để đi đến cái đường tu học. Thứ nhất là cái bằng trong tam pháp ấm đó, chúng ta thấy có nghĩa là khổ không vô thường, rồi tới cuối cùng đó là niết bàn tịch tịnh. Cho nên người nào mà có được niết bàn là người đã chấm dứt khổ đau. Và đạo Phật là đạo duy nhất để đưa con đường, chỉ con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, đó gọi là niết bàn. Một lát nữa thì sư phụ sẽ phân tích với các Phật tử nghe để mình hiểu được tại sao từ niết bàn nó liên hệ đến phần tự giác thì nó quan trọng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái ngày Phật ra đời. Phật ra đời nó sẽ có nhiều cái rất là hay, và nó cũng có nhiều cái mình được gọi là huyền thoại. Ở đây chúng ta thấy là mình có một cái tượng, và tất cả các nơi đều là những cái tượng, hiện tượng gọi là tượng thái tử sơ sinh, tượng đản sinh. Nó sẽ có nhiều câu hỏi để đặt ra. Thí dụ bây giờ khi mà thái tử vừa ra đời mà ngài ra trong quyền sử, trong lịch sử kể lại là ngài đã là khai từ bên hông này đi ra, và khi ra đó thì ngài đi bảy bước, đi lên bảy bước đó mà xem, và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ đất, và tuyên bố nó có hai câu kệ. Một câu gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, tức là trong nhiều kiếp luân hồi đến cái kiếp này là chấm dứt. Và cũng có một câu cái thứ hai nữa là cái bằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử, là tất cả chúng sanh đều phải đi qua con đường của sinh lão bệnh tử. Nó có hai câu kệ, cái câu đó trong kinh A Hàm. Bây giờ chúng ta nói thứ nhất về một cái hình ảnh của một Đức Phật lịch sử là như vậy.
Và trong Đức Phật thật sự nó có con người Đức Phật quyền sự. Quyền sự là gì? Là những cái quyền thoại về Đức Phật. Chúng ta thấy rằng tất cả các Phật tử thấy được tại sao mà không nói với ai nhãn ngang không, nó bộ nhãn ngang không được sanh đâu sanh sanh bộ đất dưới đất nẻ chui lên đâu cũng phải sinh từ bụng bụng mẹ. Và nói chung là một người có gốc gác, có đã gọi là một con người đó, thì phải có gốc gác, có khổ đau và có những cái thi thiết giống như là những con người vậy thì nó mới gọi là con người, chứ không có ai mà sinh ngang không sinh. Cho nên trong quyền sử thì mình có thể nói được, nhưng mà trên lịch sử thì sư phụ nghĩ là mình không nghĩ là Đức Phật phải sinh ngang không làm gì. Và nếu mà sinh ngang không thì là người mẹ nó phải chết liền, chết chẳng lẽ sinh ra xong nó liền trở lại. Đó cũng là một trong những cái được gọi là quyền sử. Nhưng mà sau khi sinh ra xong rồi đi bảy bước trên bãi hoa sen, thì có những cái giả thuyết đó rằng tại sao không đi 8 bước, không đi 6 bước, đi 7 bước. Thì các vị biết là nó gọi là quyền sử mà. Quyền sử tức là nó không có thật. Và quyền sử nó được tô vẽ lên bởi một cái gì đó cao quý, pháp lý. Mà đối với Phật giáo, đối với Đạo Phật hay là đối với Đức Phật á, thì khi mình làm một cái người đệ tử Phật á, là mình thấy cái quyền sử đó nó không có gì mà lạ, nó rất là xứng đáng. Nếu mà một người mình tin theo Phật một cách gọi là cao quý ấy, là tại vì nếu một cái đấng thiên nhân sư, một cái người mà có thể là được 26 thế kỷ cho đến bây giờ mà vẫn được gọi là cả thế nhân kính trọng tôn quý bằng một cái sự, một cái niềm yêu thương, hay gọi là một cái sự nữa là đặc biệt, không có phải là sợ hãi, thì cái điều đó để làm nên đẹp của con người là chuyện nó không có gì lạ cả. Bây giờ có lần sư phụ kể cho một đứa cũng giống như bây giờ sư phụ ngày nhỏ thì còn là biểu diễn trong chùa, hoặc là lâu thôi là cũng bị cái này bị kia rồi, bị dày bị phạt bất quỳ hương rồi, hoặc là bị nghĩa là đi nhiều cái đi học với đứa nhỏ nó xuống thì thấy xoài trộn rồi kia rồi. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ bây giờ sư phụ làm sư phụ biết bao nhiêu đệ tử rồi, rồi chẳng lẽ cái ngày mà sư phụ nằm xuống rồi cái người ta biết lịch sử là ngày đó sư phụ thường đi thấy xoài trộn rồi không? Cái đó đâu có, đâu có ai nói cái đó được nữa. Người ta chỉ nói đến những cái tốt, những cái mà mình cống hiến lại cho xã hội thôi, phải không? Là cái một năm đó cái là sư phụ đi qua bên Úc, sư phụ làm bên quan Sydney, rồi sau đó sư phụ qua làm bên quan Tây Úc, rồi sư phụ về lại làm bên quan Nam Úc, rồi thu bao nhiêu đệ tử đó, rồi quy sao đó ha. Và kể ngày xưa Việt Nam mình đi học nữa là cái phần trong top 10 nữa là cái phần trong đại học này kia, rồi tính học giỏi chứ đâu tính mình học dở hoặc là trốn học đâu, không ai nói cái đó hết. Tức là một con người bình thường như vậy mà người ta đã là vì mình có những gì mình đóng góp thế giới là người ta đã hoàn toàn muốn nói lên những cái tốt, chứ để cho mọi người học theo cái tốt và tiến bộ và trở thành cao quý hơn, chứ không có ai mà lặp lại cái xấu mà tìm những cái gọi là mình gọi là bất thiện. Bởi vì trong lịch sử nó có một cái đặc biệt, trong từ Phật giáo nó có một cái đặc biệt mà mình mỗi lần mình sám hối, các vị biết mình sám hối đó, thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của một cái con người rất là đáng sợ ở trong thời Đức Phật đó là ai? Đó là Angulimala. Angulimala là một tướng quân là được gọi là vô đạo, vì ông học theo cái ngoại đạo tà giáo, nên nói rằng nếu mà giết được đó là cả ngàn người để lấy cả ngàn con tay đó, rồi nghĩa là đeo trên con người mình đó, thì để được sinh lên quả trời phạm thiên, và cũng trở thành một cái người giết người nổi tiếng ai cũng sợ. Nghĩa là quan minh tính, nghĩa là vây bắt ông đó, thì lúc đó là giết tới 999 người chỉ còn thiếu một ngón tay thôi. Và cái cuối cùng là ngay lúc đó ông thấy là mẹ ông đi, và lúc đó ông không còn thấy mẹ ông đâu, ông chỉ thấy rằng làm sao để lấy được một ngón tay để mình có thể sinh lên quả trời. Giống như mình gọi là ông thầy mà chỉ dạy, người ta gọi là cái một tà sư ngoại đạo chỉ vậy. Và cái điều đặc biệt của Phật giáo là lúc đó Phật thấy biết rằng đó là cái ông này ông chỉ cần thay đổi thôi, ông chỉ cần thay đổi là cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ thành được A-la-hán. Cho nên đó là Đức Phật xuất hiện. Cho nên khi Đức Phật xuất hiện, khi Ngài vừa xuất hiện Ngài đi đó, là ông nhìn thấy thêm một người nữa, là thấy Đức Phật đã bỏ mẹ ông lại. Có nghĩa là mình thấy là trong nhân tính, trong nhân bản, ông còn thấy là mẹ ông vẫn là cái gì đó gần gũi và quý trọng hơn
mặc dù ông cầm một ngón tay, nhưng mà ông Phật này không có bà con vậy hết. Ông Phật này là ông Bồ Đàm, cho nên vì vậy là đè ông này chặt ngón tay, hoặc là giết chết ông này lấy ngón tay rồi là mình đã thành tựu. Cho nên người ông bỏ mẹ ông, không được theo Đức Phật. Cái đặc biệt nhất là khi ông rượt theo Đức Phật á, ông rượt hoài không được. Ông thấy Đức Phật đi khoan thai đi từ từ, mà ông thì chạy một võ tướng, ông chạy hết sức nắm con dao rượt theo, mà ông chạy càng lúc càng xa, thì ông mới kêu nữa là: này Bồ Đàm, Bồ Đàm dừng lại, sao mà tôi rượt hoài, tôi chạy hoài không tới. Thì lúc đó Đức Phật chỉ nói một câu thôi, một câu thôi, là Như Lai đã dừng lại trong vô lượng kiếp sinh tử, chỉ có người chưa có dừng lại. Vậy mà ông nghe câu nói đó thì mình thấy rằng là khi ông nghe câu nói xong rồi là cái bọn thay đổi hết cả cái niệm đó là hung dữ tham ác và nghĩa là mê tín gì đó, để lên coi trời, ông quỳ xuống để ông quy y, để ông xin được làm đệ tử Phật. Và trong kinh nói là ông buông dao đồ tể, tức là buông con dao giết người đó. Đức Phật thọ ký cho ông vào ở trong tăng đoàn, không đầy 3 tháng thì ông đã chứng thành A La Hán. Cái đặc biệt của Phật giáo thì cái từ của Phật giáo nó có một cái từ sám hối, tội từ tâm khởi nương tâm sám, mà tâm diệt thì tội cũng diệt tiêu. Nếu mà tâm đã diệt rồi, tâm không còn nữa thì tội cũng diệt tiêu. Cho nên nghĩa là tội tờ cái phần tội tiêu tâm diệt, cả hai không, cả hai thứ đều không còn nữa, thì như vậy mới gọi là chân sám hối. Thì cái ông vô não này là từ một con người ác, đó là cùng cực, và mình cho rằng đó là cái tội lỗi, nhưng mà ông chỉ dừng lại thôi, dừng lại thay đổi thôi, thì ông trở thành một con người hoàn toàn thiện nguyện và có thể đạt được thánh quả. Lịch sử Phật giáo có như vậy. Và điều đặc biệt để cho chúng ta thấy rằng chính cái hình ảnh của Đức Phật là vậy. Đức Phật ra đời với một cái tuệ giác là như vậy. Vì Ngài ra đời trong kinh Pháp Hoa nói là chỉ một nguyên nhân duy nhất thôi, là khai thị chúng sanh làm gì? Ngộ nhập Phật tri kiến đó. Và Đức Phật, tất cả chư Phật ra đời chỉ một cái lý do vậy thôi, chứ không có một lý do gì khác nữa. Không phải ra đời để làm thống trị thiên hạ, không phải ra đời để làm Phật để cho người ta đi theo, không phải ra đời để làm cho người ta nghĩa là lễ lại cúng dường, mà Như Lai ra đời chỉ một lý do duy nhất, đại sự nhân duyên, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, cứ là chỉ bày cho tất cả mọi người trong đó chúng ta thấy được cái giá trị nhân bản của mình, tức là thấy được cái Phật tánh của mình. Ai cũng có khả năng thành Phật đó, cho nên mình không có phải cầu, không phải xin, không phải giái lại, không phải mong ước gì cả, vì chính mình có khả năng thành Phật. Đức Phật chỉ muốn nói điều đó thôi. Và đây cũng là một trong những yếu tố để chúng ta nói về cái ngày cận sinh của Đức Phật. Cho nên cái hình ảnh mà Đức Phật mà đi trên bãi đuốc hoa sen đó, thật ra là mình được gọi là quyền sử, hay được gọi là yếu tố pháp lý. Vì trong Phật pháp nó có nhiều yếu tố pháp lý lắm, tức là gọi là trong Phật thì nó có pháp, mà pháp thì nó vô số, để nó là phương tiện để thí dụ. Chẳng hạn như là đi trên bãi đuốc hoa sen là để biểu tượng rằng một con người bình thường như mọi người như chúng ta, nhưng mà sinh ra trong trần này sẽ vượt lên khỏi cái thế gian này để trở thành một biểu tượng, hay trở thành một cái người dẫn đạo. Thí dụ như bông sen, nó cũng sinh ra trong trần, nó ở dưới bùn nhơ, nhưng mà nó vươn lên khỏi mặt nước, vươn lên khỏi tất cả những cái bùn nhơ đó để tỏa những cái hoa cao quý. Cho nên trong đạo Phật lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Vị nào, ông Phật nào cũng ngồi trên hoa sen, Bồ Tát nào cũng đứng trên hoa sen. Tên là hoa sen đó thì hoa sen giả thôi, đâu có hoa sen thiệt. Bởi vì nếu hoa sen thiệt thì đâu có người nào mà đứng nổi trên hoa sen. Nhưng mà hoa sen giả là mục đích làm gì? Để nó là một trong những cái muốn nói lên cái ý nghĩa là tất cả chư Phật chư Bồ Tát ở trong thế giới ô nhiễm này nhưng không bị ô nhiễm. Và tất cả các đệ tử của chúng ta cũng vậy. Làm thế nào mà trong cái thế giới nữa là cái phần trần ô đấm nhiễm này mà mình không bị ô nhiễm? Đó là một trong những cái thông điệp của Đức Phật ra đời. Bởi vì Ngài nói rằng ta làm được mà, thì ai cũng làm được hết.
Và cái câu mà ngài đi mà bảy bước hay là ngài đi bảy bước đó, tại sao nó bảy bước thì có trong pháp số nó rằng đó là để muốn nói rằng đó là tất cả các chư Phật đều nghĩa là đi giáo hóa tất cả chúng sanh, và trong bảy bước nó có thể thắng thánh tài, thắng bồ đề phần, hay là bốn phương và ba thời. Bốn phương là gì? Đông Tây Nam Bắc ba thời, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật đều sẽ đi trên con đường của sự giác ngộ thành tựu. Thì tất cả đều là pháp lý cả, mình giải thích thì sao cũng được đâu, nó không có hệ lụy ở trên cái một con người ra đời. Mà cái quan trọng của Phật học là tất cả các Phật tử phải thấy được cái giá trị của Đức Phật, chứ không phải thấy giá trị của ngày đản sinh, giá trị của đạo Phật qua con người của Đức Phật. Đây là yếu tố mà hôm nay sư phụ muốn chia sẻ với Phật tử, nó hay lắm mà nó sâu xa lắm. Bởi vì nếu mình nói về một con người lịch sử là Đức Phật là một con người lịch sử, là người Ấn Độ sinh vào ngày trăng tròn ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Ở đây có một số các đệ tử được sư phụ dẫn đi Ấn Độ rồi, tới đó có nhiều người cảm xúc lắm, cũng như có nhiều người ở chỗ cây bồ đề Đức Phật thành đạo ngồi khóc ngồi khóc thấy thương như là cha chết vậy đó. Mà thiệt tới đó tự nhiên là cái niềm với lại cái cảm tính của mình nó trào dâng lên nhỉ, ngồi rất là buồn. Rồi có nhiều Phật tử đến những cái chỗ mà cái vườn hay là tình xá cấp cô độc, nơi mà Đức Phật đã dậm chân trên đó nhiều năm tháng, nó hương thức Đức Phật có nhiều đường ngồi thiền rồi khóc ngồi khóc một cả ngày đó. Mà qua đó nó có nhiều cái hay lắm. Ấn Độ nó cũng có nhiều cái đặc biệt lắm, các vị biết không, cái chỗ của Đức Phật là nhiều khi mình chưa đi mình ngán, hoặc đi một lần tưởng mình sợ, nhưng mà đi rồi có nhiều người ghiền đi hoài. Mỗi lần đi tới nó có một sự thay đổi, nó có một cái sự chuyển hóa trong tâm thức của mình. Nhưng mà vấn đề đặc biệt ở đây là thế nào? Chúng ta thấy là nếu mà Đức Phật là người Ấn Độ bình thường thôi, nói một cái câu nói là Đức Phật là người Ấn Độ là nó không có bà con như mình đâu. Tại vì là mình còn có nhiều người chê với Ấn Độ rằng Ấn Độ là biến dữ. Mà thiệt Ấn Độ là biến ghê lắm, có gì không? Nó có một cái nghề của Ấn Độ là nghề đi ăn xin, sinh ra rồi nó nói mất gì phải đi làm, tại vì cái dòng dõi của mình là dòng dõi ăn xin tất cả ngàn người. Và đặc biệt là người Ấn Độ nó hay lắm, nó hay đến nỗi các vị biết không, một ngày nó chạy là cái bằng 10 rupee của tiền Ấn Độ đủ ăn rồi không chạy nữa, nó ngồi nó nằm nó ngủ khò đó. Mình tới mình kêu nó Richard đi cho lô nó đủ rồi, nên nó chạy được 10 rupee không chạy nữa. Mình đó là mình phải canh, tức là cái bằng đó là mình chạy xe đạp xích lô, đó là mình phải kiếm người để mình chạy, còn không nó làm biến đến mức độ là cái bằng nó chạy đủ rồi, bây giờ mình kêu nó cũng thèm chạy. Người Ấn Độ cũng có những cái rất là lạ là như vậy. Cho nên nếu mà mình nói rằng Đức Phật là một người Ấn Độ theo tinh thần lịch sử thì không có bà con như mình đâu, vui thay Phật ra đời thành ra mới Ấn Độ, mất gì đâu mình vui. Ví dụ ngày mai là ngày mai ở đây mà mình có mẹ thì mình mừng ngày mẹ ra đời, có cha mình mừng cha ra đời, còn cái này là Đức Phật ở Ấn Độ mà mình vương thay Phật ra đời. Nếu mình có một cái gì đó liên hệ về tình cảm thì mình thấy ngày đó rất là vui. Cũng như bây giờ sư phụ xuống có nhiều Phật tử rằng ngay bữa nay có sư phụ xuống nghe vui quá, có vui không? Tức là có một sự liên hệ đó, còn ông Phật cũng mất trong mấy ngàn năm rồi mà không biết ông Ấn Độ cũng ra làm sao nữa, nhưng mình cũng nói vui thay Phật ra đời. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta tìm cái niềm vui qua Đức Phật là của con người, không phải là một con người của lịch sử nữa, mà chúng ta nhìn Phật qua một cái lăng kính khác. Cho nên lúc nào mà ngày Phật đản mà các Phật tử cảm thấy vui là vì mình thấy rằng mình đạt được cái hạnh phúc qua con đường tu tập, qua cái giáo lý của Phật. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có kể một câu chuyện là có một người cha thấy con là một người cha là một thầy thuốc nổi tiếng mà phương y diệu dược, bệnh gì thì cũng hết. Nhưng mà rồi con cái nó ỷ đi là có cha giỏi vậy cho nên nó ăn chơi nó phá phách nó bình hoàng. Cái cha thấy vậy cha mới đi qua một xứ khác, đi qua một xứ khác xong rồi cho người về báo tin rằng cha cái người đã chết rồi.
Nhưng mà trước khi đi là ông làm đủ thứ thuốc đó, kinh phương thuốc để lại, sắc để lại. Cho nên bây giờ những đứa con đó, nó nghe cha nó chết, cha nó không còn nữa, nó có mau mau nó lục tìm thuốc đồ nó uống nó trị bệnh nó hết. Khi mà cha nó ở phương xa nghe nó hết bệnh rồi, cha nó trở về cho tất cả các con đều gặp. Nhưng mà cũng có những đứa con đó, nó nghe cha về hoặc là cha ở phương xa cha để thuốc đó nhưng mà nó không có chịu uống, có thuốc mà không chịu uống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự mà cái phần quan hệ, cái cuộc sống của nó dùng thuốc lậm quá rồi, cho nên vì vậy nó không còn có cơ hội cứu chữa nữa. Thì cũng giống vậy, mặc dù có đạo Phật, mặc dù có Đức Phật ra đời, mặc dù có ánh sáng của Đức Phật, nhưng mà cái nhiều chúng sanh nó cũng khổ dài dài, tại vì mình bị lậm thuốc quá rồi. Cũng giống như bây giờ mình làm đệ tử của Phật vậy, là ai cũng làm Phật tử, lẽ là làm Phật tử phải là hạnh phúc, phải là sung sướng lắm, nhưng mà nó sao mình cũng khổ, đi chùa cũng khổ, tụng kinh thấy cũng có khổ, nên niệm Phật cũng còn bị khổ nữa. Thì tại sao vậy? Tại vì cái thuốc nó thấm nhiều quá rồi, cái thuốc mà mình đang bị bệnh nó thấm sâu quá rồi. Cho nên nữa là mặc dù mình có dùng cái phương an, tức là cái thuốc của Phật cho, nhưng mà chưa có thể chấm dứt một lúc được, gọi là nói rằng mình bị lậm thuốc rồi. Bây giờ mình trở lại con người của mình thì các đệ tử ở đây mình sẽ thấy rằng, tại vì đôi khi mình tu thì mình thấy nó có những cái cao quý, rất là cao quý và rất là giải thoát giác ngộ cho cuộc đời của mình. Nhưng mà có những cái gọi là cái thú vui, những cái ngũ dục, những cái ham muốn mình bỏ không đành, mình gọi là nó ghiền rồi, nó quen rồi. Cũng giống như mấy người mà hay đi mấy chỗ mà kéo máy nghe nó hơi đồng, nghe cái đó nó ghiền rồi, cái âm thanh của nó có một cái ma lực, nó có một cái ma lực. Rồi cũng như trong con người vậy, đôi khi mình biết được rằng cái chuyện đó, nghĩa là chuyện cuộc đời, chuyện ham muốn, chuyện tài sắc danh thực tiền hãy dấn sâu vô thì nó khổ, nhưng mà vì nó có một cái ma lực, cho nên nghĩa là mình nó ghiền rồi, nó lỡ ghiền rồi mình muốn bỏ ra nó khó ghê lắm. Mặc dù mình có được ánh sáng của đạo Phật, mình cũng chưa hẳn là mình có thể trị hết được cái bệnh mình. Tại vì sao vậy? Tại vì mình bị nhiễm hơi sâu, thuốc độc nó nhiễm hơi nhiều. Nói theo một ngôn ngữ y học là đây có những người đôi khi là bệnh viện nó đầy đủ phương tiện rất là giỏi, nhưng mà mình bị ung thư thời kỳ cuối hoặc là sâu quá rồi, nó cũng không có trị nổi, nó không có cơ hội trị cho mình hết bệnh. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ nói về cái quan trọng của cái ngày Phật ra đời, làm thế nào để Phật tử chúng ta nhìn được Phật như thế nào. Chắc chắn là khi nãy giờ sư phụ nói sơ sơ về một Đức Phật lịch sử, thì các vị biết là ngày xưa sư phụ cũng vậy đó, cũng cứ suy nghĩ hoài, không biết là Phật sinh ra làm sao, Phật có đi được hay không. Tại vì trong lực đó, trong kinh đó mình học nói rằng Phật đi bảy bước xong rồi cái hết biết đi, trở lại như bé bình thường. Sao kỳ vậy thôi, nếu đi một là cũng đi, còn hai là nó đi rồi, đi bảy bước rồi hết đi. Nói thiên thượng thiên hạ, duyên hạ đồng công, nói xong rồi hết nói. Nhưng mà mình nghĩ rằng trong sách sao thì mình nói vậy, thế nó cũng hay. Nhưng mà đến nhiều khi học Phật lớn lên rồi, mình suy nghĩ rằng khi mình làm một Phật tử hay là một người đệ tử Phật, mình không có nhìn được Phật qua bằng một người lịch sử nữa, mà mình được nhìn được Phật qua, mình thấy Phật qua một cái Phật chất. Cái giá trị của Đức Phật đó mà 2600 năm nó tồn tại là không thể nhìn qua bằng cái tượng này, không thể nhìn qua con Phật ngồi bên trong, không thể nhìn qua bất cứ một cái hình thức nào. Nói theo tương thần đại thừa là nhược dị sắc kiến ngã, dị âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà lấy sắc mà cầu ta, lấy nghĩa là âm thanh mà cầu ta, là người hành cái tà đạo, không có thấy được Như Lai, không thấy được Phật. Vậy thì bây giờ mình thấy Phật một cách nào? Đó. Nếu mình không thấy Phật này thì bây giờ mình thấy Phật một cách nào? Là Đức Phật muốn nói rằng tất cả các Phật tử, những người đệ tử học Phật phải học theo những cái giáo lý, những cái điều Đức Phật dạy mà mình thấy có giá trị để làm thay đổi một con người của mình, hay biến mình trở thành Phật chất. Giống như cái lời Đức Phật tuyên bố, Như Lai ra đời vì một lý do duy nhất là mang lại hạnh phúc, an lợi, lợi ích cho chúng sanh, và đồng thời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật điển.
Nếu lúc nào mình thấy được cái tánh Phật của mình, tri kiến Phật của mình, thì nó mình thấy Phật. Chứ còn không là coi như là mình bị, nghĩa là bị vọng tưởng. Có lần thầy cũng kể, có nhiều người kể là cái mà niệm Phật tới nghĩa là thiết tha quá rồi mình đêm nằm cứ muốn thấy Phật. Cho nên nghĩa là trong bữa nghĩa là cái mà nằm nghĩa là trong chư bao thấy Phật, nghĩa là thấy Phật tướng thị hiện, đứng sờ đầu này kia. Tưởng sao nó rờ đầu miệng nói lảm nhảm cái rờ mở mắt ra thấy ông xã một rờ xong bà bị sốt rồi nói lảm nhảm hoài cái đêm đi. Trời ơi, tôi đang thấy Phật đẹp quá trời mà mất hứng rồi. Tất cả những cái điều đó đều là một trong những cái vọng tưởng của tâm thức chúng ta, bởi vì chúng ta tha thiết quá, chúng ta muốn thấy Phật. Nhưng mà thật ra Phật xác định rằng người nào thấy được Pháp thì người đó mới thấy được Phật. Cho nên tội nghiệp lắm các vị biết không? Giống như mình ở ngày xưa thời Phật còn tại thế khi Phật còn niết bàn. Ngày lúc đó ngày A Nan là đệ tử là thị giả nổi tiếng của Đức Phật mà, và ngài thuộc hết tất cả con kinh điển những gì mà chúng ta học hôm nay là do ngài A Nan trùng tiên nói vậy. Ngài sống tới 120 tuổi, lúc đó ngài già lắm rồi. Thì bữa nọ ngài đang ngồi trong cốc á, nghe một chú tiểu đi ngang qua, chú tiểu nhìn đi rồi đọc, giống như mình học bài vậy, tức là chú tiểu đọc sao, chú tiểu nhìn đi rồi đọc, ngài A Nan ngồi nghe, nói rằng đó là nếu người sống 100 năm, không? Nếu một người á sống 100 năm mà không có thấy được con cò già thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được con cò già. Ngài ngạc nhiên nó ủa nó có bài kinh được kỳ cục vậy. Kêu lại cho nó này chú tiểu lại đây coi đọc lại nghe coi. Nếu người sống 100 năm mà không có thấy con cò già thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được con cò già. Mà ai nói vậy? Nói kinh Phật nói ngài A Nan thiết lại đó. Trời ta là A Nan nè. Cái câu nói như thế này nè, nếu người sống 100 năm mà không thấy Pháp chân thật chẳng bằng sống một ngày mà thấy Pháp chân thật, tức là thấy được cái Pháp thật tánh của các Pháp. Chú tiểu nói trời ơi, ngày A Nan cũng đi già quá rồi, 120 tuổi ông lận rồi, ông lận rồi. Phật nói là thấy con cò già mà ông nói là thấy Pháp chân thật. Ngày A Nan nghe vậy sợ quá mới thỉnh cầu ngài Ca Diếp phải mau lập cái gì, phải mau có đồ triệu tập kinh điển, triệu tập đại chúng lại để bắt đầu viết tập kinh điển mới để lại, chứ không là nó tam sao thất mộ. Tức là ngay lúc ngày A Nan còn sống á mà nó đã lạc đạn vậy rồi, thì các vị biết bây giờ nó lạc đạn cỡ nào không? Cho nên bây giờ nhiều các kinh mình đọc vậy nhưng mà nó không hẳn á, là cái kinh đó mình tưởng đâu là Phật nói, nhưng mà có thể không phải là Phật nói. Vậy là ai nói? Tức là tam sao thất mộ do cái vấn đề mà phiên dịch hiểu sai ý, hoặc là có những người cố tình bỏ vào đó một hai, sửa một hai chữ thì nó biến thành khác. Nó biến thành khác. Các vị biết không, nó chỉ cần mất một chữ là nó đã có vấn đề. Mà từ cái hồi Phật tới bây giờ là 2600 năm rồi, thì mình đâu có biết kinh sách là nó mất bao nhiêu chữ, nó thêm bao nhiêu chữ đâu. Bởi vậy các vị có tội nghiệp đó, các ông kia ổng làm thầy thuốc. Thầy thuốc là cái bằng gia truyền ở trên cha, ông để lại những thách thuốc. Rồi lâu ngày cha ổng chết rồi nên để lại ổng lục ra thấy như là mối rồi nó ăn này kia thấy. Nhưng mà sách rồi còn cũng đem không đọc được. Những chỗ nào mối ăn thì thấy mối ăn thôi, không để ý thì ổng đọc một câu trong đó. Có một câu nghĩa là phúc thống phục nhân sâm. Cho nên người ta tới người ta uống thuốc, người ta xin thuốc là ai mà đau bụng á, ông cho thuốc nhân sâm. Nhưng mà rồi đến giờ ông cho rồi, người ta về uống chết. Bị quan bắt lên hỏi tại sao vậy, nó đi là tôi là cha truyền con nối, nên là sách của cha tôi để lại. Đem sách ra coi lại thì thấy đúng là có câu đó, phúc thống thuộc nhân sâm. Nhưng mà cái chỗ này không biết cái chữ gì nữa mà nó bị mối ăn mục tiêu rồi. Đến giờ tra ra không biết được là phúc thống thuộc nhân sâm tắc tử. Đau bụng mà uống nhân sâm thì chết. Các vị nhớ vậy đó, cho nên mình đừng có tưởng nhân sâm nó quý. Nhân sâm nó rất là quý nhưng mà nó đau bụng mà uống nhân sâm là chết. Mà nó lại cắt cớ, nó bắt đầu nó bắt ngay rồi cho tắc tử, nó là chết liền. Đó, cho nên nó là ông bị con mối nó ăn, cho nên ông chứng minh rằng ông không có tội. Ông nói rằng cái này là cha, ông là chân y, mà để lại quyển sách này nè. Và bây giờ nó là quan đọc nó thấy cái chữ này chữ thôi, thì tôi cứ theo cái này là tôi bút thuốc thôi. Mà bây giờ nó là đau bụng mà hãy khi nào mà đau bụng uống nhân sâm vô đi là nó khỏe lắm, uống vô chèn ngay.
chết ngắt rồi, bây giờ tôi thưa ông là phải đền mạng, đền mạng nó bây giờ tôi đền được, giờ cha tôi chết rồi bây giờ tôi đền nữa sao? Chỉ có một câu chuyện đó thôi mà người ta trở thành một trong lịch sử, là chỉ cần thiếu một chữ, chỉ cần dư một chữ là cái ý nghĩa nó biến thành khác, huống hồ gì ở trong kinh. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật 2600 năm tới bây giờ rồi, thì các vị biết không, những gì mà Đức Phật cũng truyền đạt lại chúng ta, là Đức Phật cũng truyền đạt lại cái Phật chất, cái tính Phật, cái sự hòa bình, cái sự thanh tịnh. Và cái mà Đức Phật nói khẳng định trên cái con người của chúng ta, chứ không qua cái hình thức của thần thánh. Nó hay là như vậy. Và cái mà chúng ta quý trọng cái ngày mà Phật ra đời, không phải là vì chúng ta tưởng niệm một cái Đức Phật của Ấn Độ, mà chúng ta muốn tưởng niệm, muốn nhắc nhở lại rằng nhờ có con người đó mà chúng ta mới thấy giá trị của chính chúng ta. Đây là quan trọng nhất. Khi nào mà các Phật tử thấy được cái giá trị của con người của mình, thì lúc đó các Phật tử mới thấy được cái giá trị của Đức Phật ra đời. Tại vì cái thời của Đức Phật ra đời, các vị biết là có những cái hạng người được gọi là bằng Chiên Đà La, Phủ Đà La đó. Ở Ấn Độ là cái người đó đi ra ngoài đường ha, không có được đụng bóng người ta. Tới bây giờ cũng còn, nếu mà cái bóng của mình, bóng của những người giàu có mà đi mà mình đụng cái bóng đó là mình bị tội, đánh bị thương chết cũng ráng chịu. Và thậm chí các vị biết không, vừa thấy cái người giàu có mà đi cái dòng họ nó khác nhau, gọi là sát đế lợi hay là chủng nhân, tức là bây giờ mình là thương gia đi trên đường này, thì cái người Thủ Đà La là người đánh phong, thấy rằng đầu kia là phải lo chạy trốn, tránh liền, không được gặp mặt. Gặp mặt tao quánh, tao quánh còn hơn thú nữa, tại vì người ta phân biệt chủng tộc vậy. Đặc biệt khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật kêu ông mình từ cái bằng Chiên Đà La, tức là cái người gánh Phật đó, kêu tới tắm rửa cạo đầu làm thầy. Cho nên là người ta phản đối, ta nói trời, cái người đó là cái người Chiên Đà La mà cho tu rồi làm sao ai đâu mà dám lại. Mà các vị biết không, khi mà vua nghe vậy, vua thân hành đi tới để can ngăn Đức Phật á, thì lúc mà vua tới thấy một vị tỳ kheo đầu tròn áo vuông, ngồi sạch sẽ, ngồi may y vậy, cái hỏi rằng thưa ngài muốn gặp Thế Tôn. Ông nói vậy thì xin bệ hạ ngồi đợi chút, ông dùng thần thông biết mất vô trong khỏi cục đá, vô ông thưa. Đến dừng lát đó vô thưa rồi Phật, cái Phật có nói rằng tôi muốn phản đối, hỏi phản đối chuyện gì? Phản đối chuyện là Phật nhận một cái người gánh phong cái dòng họ đó là ti tiện nhất của xã hội, tức là Thủ Đà La đi vô tu. Cho nên tôi muốn nghe tổng sức đuổi nó ra. Thì Đức Phật nói rằng thì giờ đại dương có muốn đuổi không? Chính cái vị tỳ kheo mà dùng thần thông đi vô đây thỉnh ta, người đó là người Thủ Đà La, Chiên Đà La. Ông nghe xong cũng nói ông lại, hồi nãy ông vô ông lại, ông nói cái vị này sao mà thần thông cao quý quá, ông lại ông này. Ai nhà ông này là cái người gì? Người gánh phân. Đó. Chỉ trong vòng có 3 tuần lễ mà chứng được A-la-hán. Cho nên Đức Phật là một cái người có thể thay đổi được cả một cái vận mệnh của lịch sử của nhân loại, có nghĩa là cho thấy rằng đó là con người ai cũng giống như nhau, trong dòng máu, trong nước mắt và trong sự khổ đau và hạnh phúc giống như nhau, chứ không ai có quyền quyết định điều đó. Và một cái câu pháp cú mà các Phật tử phải thuộc có nghĩa là thuộc, đồng thời có nghĩa là mình hiểu được rằng cái giá trị của người mình. Đức Phật nói rằng tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiệm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Cái câu đó là một câu thôi, là các vị thấy rằng không có một cái tôn giáo, không có một lịch sử nào mà có thể xác nhận người ta được nhiễm. Có nghĩa là tự mình làm điều ác thì mình sẽ bị nhiễm ô. Rồi bây giờ nếu mà tự mình ác không làm thì mình sẽ được thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Cho nên vì vậy mình không có xin nơi Đức Phật, mình không có cầu ai cả. Và cái tinh thần đó cũng nói lên tinh thần của nhân quả, nó đến với tất cả mọi người, nó bình đẳng với tất cả mọi người. Và như vậy mình thấy rằng mình học Phật hay là cái giá trị của Đức Phật, giá trị của đạo Phật là nó trên cái nhân bản như vậy. Mà khi nào mình thấy được giá trị đó rồi, mình thấy rằng cái đạo Phật và Đức Phật nó cao quý, chứ không phải mình thấy Đức Phật cao quý trên con người. Bởi vậy có một vị tỳ kheo, có một cái tâm hồn rất là kính quý Đức Phật, rồi cũng bình
cũng bị ung thư, mình gọi là cancer, đau đớn chấp chết. Ngày nào cũng chỉ có một ước nguyện duy nhất là trước khi từ giã cuộc đời muốn gặp Đức Phật, thấy Đức Phật một lần rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Thì tất cả vị tỳ kheo nghe vậy mới truyền cái tin đó đến với Đức Phật. Đức Phật ở một cái khu rừng khác rất xa, ngày nghe vậy ngày mới thân hành đi khất thực, đi nhiều ngày đi tới đó, tới đó cho vị tỳ kheo đó. Thì cái vị tỳ kheo đó nghe tin Đức Phật đến rồi là cũng ráng dùng hết sức lực thân tàn của ông á, ông bước xuống giường để ông đảnh lễ, ông phủ phục. Ông nói rằng ông chỉ cần lại hoặc rờ chân thấy Đức Phật một lần trong đời có những mãn nguyện là chết thì ông cũng cảm thấy hạnh phúc. Thì khi có vị thì kheo lại xong rồi ấy, Đức Phật mới nói rằng bây giờ ông đã thỏa mãn rồi, nhưng mà thật ra tại sao ông muốn thấy Như Lai, tức là thấy Phật? Và cho dù Như Lai đã thân hành đến đây, ta đã đến đây ngồi trước mặt ông đã đảnh lễ ta, nhưng mà thật sự ông không bao giờ thấy Đức Phật. Tại sao vậy? Tại vì ông sẽ ra đi, ông chết đi trong đau đớn, trong bệnh hoạn mà ông chưa giải thoát, chưa giác ngộ, chưa thấy được Pháp, thì thấy được Phật có giá trị gì? Bởi vì cái thân của ta cũng là thân tứ đại, cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng ăn mặc, cũng nói bệnh, rồi cũng đau lưng, rồi cũng nhức mình, rồi một mai nó nằm xuống cũng thiêu bỏ về với tứ đại. Vậy thì thấy tha làm gì? Nếu mà mình muốn thấy Phật bằng con người của tứ đại thì không thấy được cái giá trị giải thoát mà Đức Phật đã truyền lại. Các vị hiểu không? Tức là thay vì cái người thấy được Phật là phải thấy được cái giá trị mà Đức Phật làm cho mình giải thoát được sinh lão bệnh tử, giải thoát cho mình khỏi cái tham ái, giải thoát cho mình khỏi cái ham muốn cái thân tứ đại. Chứ bây giờ mà muốn thấy Đức Phật bằng con đường con người thật như vậy á, mà ước mơ được thấy chết mới cam lòng á, thì vì nó chưa có giải thoát. Mà chưa giải thoát tức là chưa thấy được Phật. Thấy được Phật là phải thấy được cái giá trị của Đức Phật. Cũng giống như là có lần sư phụ có giảng cho Phật tử nghe đó, nếu mình vô tình là mình không thấy được cái giá trị của Bồ Tát, của chư Phật, mà mình thấy Đức Phật hoặc chư Bồ Tát qua một cái lăng kính của một thần linh, cho nên tội nghiệp đó mình giải, mình cầu, mình xin. Chẳng hạn bây giờ đó là mình có, đó là có nhiều Phật tử đứng trước cái tượng âm đó, trời ơi giái cái hương, giái tội lắm, cầu muốn cho nó, nói là cầu để cho Bồ Tát làm sao mà chiếu ánh sáng, làm sao mà cái phần để cho mình cái theo cái con nhỏ kia nữa, trời ơi bỏ con, tội nghiệp cũng quá. Cho nên vô tình đó là mình biến một cái Bồ Tát là một cái người tuệ giác, là từ bi, là trí tuệ, mà lại đi kiếm, nghĩa là đuổi nhỏ kia đi để lấy chồng về cho mình, thấy không? Hoặc là nữa là gì nữa là nữa là như nó không biết là bị bỏ bùa mê thuốc lú cho nên phải cầu Bồ Tát, cầu Phật nữa là để đảnh lễ xin nước để về cho nó uống để cho ông chồng tỉnh táo lại. Tội nghiệp quá. Tức là vô tình mình biến Đức Phật, biến cái Bồ Tát trở thành một ông thần, một bà thánh, một cái chức vị rất là thấp, trong khi đó Bồ Tát và Phật không hề có cái tư cách đó. Đã nói rằng đó là tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai được hết. Do vậy mình giải thoát không giải thoát là do mình tu để mình được giải thoát, chứ không phải là Bồ Tát rải cành dương hoặc là làm phép làm cho mình được giải thoát, làm cho mình được thanh tịnh. Cũng như khi mình đảnh lễ mình sám hối, có nghĩa là mình muốn sám hối để cái tội mình hết, mình hứa rằng từ đây về sau không làm nữa, con hết tội thì con trở thành công sạch. Giống như Angulimala tức là vô não vậy, dừng lại, kêu Đức Phật dừng lại. Đức Phật nói ta đã dừng vô lượng kiếp, chỉ vì ngươi không dừng. Không dừng gì? Không dừng tham, không dừng sân, không dừng nghĩa là muốn lên cõi trời, không dừng giết người. Bây giờ ngươi dừng giết người thì lập tức trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, trở thành A La Hán. Các vị thấy nó cao quý vậy. Vấn đề quan trọng là mình có chịu dừng ham muốn hay là không. Nếu mình không dừng ham muốn thì khổ đau vẫn còn tiếp tục, mà hãy còn tiếp tục rồi thì mình có cầu Phật, cầu Bồ Tát đâu có lợi ích gì, đâu có giá trị gì đâu. Và vô tình mình biến Phật và Bồ Tát trở thành một cái đối tượng, một thần tượng, một cái sự mê tín, một sự ham muốn của mình, biến cái sự ham muốn của mình qua con người của Bồ Tát. Cũng có nhiều người đọc kinh, đọc trong cái phẩm Phổ Môn có một câu là Bồ Tát
Vâng, theo người ta có một cái hay lắm, 32 ứng hiện thân, trong đó cái cầu nam thì được sanh nam, cầu nữ sanh nữ, chí tâm đắc thành. Cầu nam được thì trai lành đức trí, cầu nữ sanh gái quý để sinh. Mình nghe mình sướng lắm, cho nên anh đòi cưới, nghĩa là chưa có bầu thì muốn cầu có bầu, mà có bầu rồi thì cái đứng trước Bồ Tát cầu để gì, để cho sinh con trai con gái đẹp. Không có Bồ Tát nào có thể làm cho mình được con trai con gái đẹp cả. Đó là do gì? Cái từ mà các bạn cầu trai được, tức là cầu trai, còn con trai còn nam được, trai lành đức trí, tức là muốn nói rằng cái đàn ông ấy, muốn nói lên cái đức tướng và trí tuệ. Cầu nữ sinh gái quý đệ sinh, muốn nói là đức hạnh, tức là hai cái vị Bồ Tát chúng ta thấy là giữa văn thù của hiền, là muốn nói là hai cái pháp tánh, chứ không phải nói rằng là mình cầu trời Bồ Tát, đã là Bồ Tát là muốn nói là ly dục, ly bất thiện pháp, không còn ham muốn nữa, đâu mà xúi dục mình cho mình có con trai con gái thì nhiều làm gì, không có điều đó. Nhưng mà vì mình đọc một cái câu kinh mình không có hiểu được, và thậm chí là cái câu kinh đó nó được lấy từ đâu mình cũng chưa có xua là cái bằng phúc thống mà phục nhân không và tắc tử hay không, mình chưa có chắc đó. Cho nên Đức Phật muốn nhắc chúng ta rằng là người nào thấy được pháp là thấy được cái gì chân thật á, không có bị hư ảo, không bị lừa gạt, thì người đó thấy Đức Phật. Còn nếu không, mình thấy Đức Phật qua nhược hữu sắc kiến ạ. Nếu mà mình thấy thật thấy sắc như là Như Lai 32 đến hiện thân này kia rồi bằng đêm mà mình thấy như là cái một Phật đứng trên mây rồi mơ mơ màng rờ đầu mình này kia rồi, là các vị biết là toàn là mình bị vọng tưởng điên đảo vọng tưởng. Cho nên vừa rồi đó các vị biết là ở bên Mã Lai đó, người ta làm bây giờ cái thời đại điện tử rồi, không rồi cái thời đại nó làm computer đó, nó làm nữa là mấy ông Phật ngồi nữa là cái chớp mắt này nè, mở mắt rồi nghe nó Phật cười nói chuyện nữa, rồi họ quay đưa lên YouTube này kia, nó làm vậy vô tình á, có nghĩa là vô tình làm cho người ta buồn kéo tới để coi cái gì mà quái quái lạ lạ vậy, người ta coi và biến nó trở thành mê tín dị đoan, trong cái Phật giáo hoàn toàn không hề có cái hình thức đó. Đối với đạo Phật chân chánh á, là chữ Phật á, là muốn nói lên cái từ căn đó là bút, là bút tức là gì, là tỉnh thức, Buddha tức là người tỉnh thức. Cho nên Đức Phật nói rằng Như Lai chỉ là người dẫn đường, là đạo sư, chứ ngài không nói ngài là cái bằng cái là vĩ nhân, là người có khả năng làm được tất cả các thứ. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà ngài bị lăn đá chảy máu chân rồi cũng phải đi bó, rồi Đức Phật của mình nó dễ thương đến mức độ rằng các vị biết là khi mà ngài ngồi nói lát nó già quá rồi, nói không hơn, nói không nổi nữa, thôi Sa Lợi Phất nói tiếp đi, rồi A Nan đấm bóp gãy lưng cho ngài. Đức Phật như vậy mới gọi là Đức Phật. Còn nếu mà Đức Phật mà chúng ta nhìn Đức Phật qua một cái lăng kính theo cái kiểu là huyền thoại quá đó, thì vô tình chúng ta biến Đức Phật trở thành gì, trở thành những cái đối tượng thần thánh mà mê tín dị đoan. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn Đức Phật qua cái sự cao quý đó bằng cái gì, Phật chất trong tất cả các pháp đều có Phật. Đây cũng là yếu tố mà các Phật tử phải mừng ra đời. Nhà thơ nổi tiếng Phật giáo là nhà thơ Trường Vũ làm nhiều câu rất là hay về Đức Phật ra đời. Cho nên ông nói rằng là sáng nay Phật lại về như từng buổi sáng Bồ Đề tung tăng, đêm nào mà đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng là ngày rằm tháng tư. Thật ra bây giờ mình thấy tới rằm trăng tròn chứ còn ngày nào trăng cũng tròn hết chứ đâu có méo đâu. Nhưng mà vì sao mà nó méo cái gì không? Vì sao mà trăng lúc tròn lúc méo khuyết? Tại sao vậy? Khi mà cái quả đất mình nó sai, thấy không? Nó sai giữa ban ngày và ban đêm. Giữa tức là chúng ta và đại dương này tức là năm châu á, và khi nó sai qua như vậy á thì chúng ta thấy mặt này và mặt kia, cũng như nước ở cái biển ở năm lúc này, sáng nay nó cạn chiều nó đầy, thật ra nó đâu có mà đầy với cạn, mà do cái sự gian động xoay của địa cầu, lúc mà nước ở năm lúc cạn á thì ở Hawaii nó đầy, ở nghĩa là Los Angeles ở đây,
rồi thì đến dừng chiều nghe nước ở đây nó lại dâng cao lên, nó lên tới bờ thì ở bên kia nó cạn, nó chỉ giống như mình gọi là trao đổi vậy thôi. Mặt trời hay mặt trăng cũng vậy, mặt trời là một định tính mà. Cho nên các vị thấy mà tối mình thấy mặt trời 24 giờ mặt trời nó lạnh đi đâu, nó đâu phải đi vô dưới biển hay là nó mất đâu. Mặt trời nó vẫn ánh sáng như như cũ, tức là 100% không hề có thay đổi, là một định tinh. Sức nóng và ánh sáng mặt trời không hề có thay đổi, nhưng mà cái quả đất chúng ta nó xoay qua một cái hướng khác, cho nên vì vậy nó che cái bóng đó mà nó làm cho mình bị tối tăm đi. Sáng hôm sau bình minh ló dạng, mình thấy ló lên từ từ, mình tưởng là mặt trời nó mọc lên. Nhưng mà mặt trời có mọc lên không? Mặt trời là một định tinh, là mặt trời không có di chuyển. Mà quả đất của chúng ta di chuyển, tạo thành 24 giờ. Và cái 24 giờ nó chạy một giáp một cái vậy, tạm gọi là gì? 365 ngày thì gọi là một năm. Và do cái thời gian nó chia thành ra bốn mùa gọi là tứ quý. Chứ còn thật ra là Đức Phật cũng vậy. Ánh sáng và những gì của Đức Phật chúng ta phải hiểu là nó là một cái sự tự giác, nó là một cái sự ánh sáng, không hề có cái vấn đề đó là thay đổi. Mà nhà thơ Đồ Mũ nói vậy, tức là đêm nào đêm dẫn tháng trăng, ngày nào ngày dẫn ngày rằm tháng tư. Cho nên khi mà mình giác ngộ thì ngày nào cũng có Phật ra đời đó. Mà khi mà mình vừa vô minh là Phật dòng tiếng bạc. Bởi vậy trong thiền viện nó kể gì chuyện rất là hay, có cái là một kiếm sĩ mang cái kiếm đi đến gặp một thiền sư. Tôi hỏi là tôi nghe đó, thưa thầy, đó là vô minh là gì và con đường nào là con đường để đi về thiên đường, và con đường nào cũng đường địa ngục. Thiền sư ông dòm đó, trời ơi, mày là thằng ngốc biết gì mà hỏi. Nghe xong là một kiếm sĩ, là các vị biết không, rất là cái một tinh thần võ trí đạo là cao. Nghe xong rồi rút gươm ra, ông dám nói tôi vậy hả? Bây giờ rút gươm ra đó, đó là con đường đi xuống địa ngục. Và cái mặt của người đang thay đổi đó là vô minh. Nghe xong cũng tỉnh đẩy kiếm lại, quỳ xuống hòa nhập trở lại. Thiền sư nói đó là con đường đi về thiên đường. Con đường đi về thiên đường, con đường về địa ngục, cái chỉ có chuyện đó thôi. Chỉ cần thay đổi cái mặt á là gì? Là biến thành địa ngục. Cho nên con người mình á, nếu mà không bị tham lam sân giận si mê, người dễ thương, thấy người nào dễ thương, nhưng mà kêu bằng có gì hơn luôn chút xíu rồi đó, trời nó khó coi vô cùng. Nếu mà kêu nổ cơn rồi đó, tan bành mà lục tặc vô rồi đó, thì tự nhiên là kêu bằng cũng con mắt cũng mất nó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời đó. Lúc nào mình học thực theo cái thời thơ Đường Vũ nói Dũng Phật á, cũng vì mất ngó trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, cũng vì mất ngó biển hơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nếu mà lúc nào mình có thể nhìn thế giới này như là một cái đại dương, nhìn một cách rộng rãi vậy, thì tâm hồn của mình cũng bao la. Cho nên là em chưa từng biết biển mà cũng chẳng biết gì, chỉ biết dòng sông thôi. Nhưng mà nghe cô kể biển thì sao? Biển thì rộng hơn sông. Cho nên nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Chỉ khác cái chuyện đó thôi, chỉ có khác chuyện đó thôi. Thì bây giờ khi Đường Vũ nói câu thơ đó là nghĩa là cái phần cũng vì mắt ngó trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Nếu mà con mắt mình được nhìn lên trời xanh bao la bát ngát thì cũng mắt mình nó rất là đẹp, nghĩa là giống như mắt Thế Tôn vậy. Mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài vạn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh mù, tay hiền từ thấp đút giữa đêm thâu, cứu nhân loại đang trầm luân thống khổ. Đó hình ảnh của Đức Phật là vậy. Cho nên lúc nào mình thấy mình lấy được cái con mắt của Đức Phật để vào con mắt của mình, hay là con mắt của Đức Phật mình để vào con mắt của em thơ, cũng vì mắt ngó trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Rồi nếu mà lúc nào mà thay vì mình nhìn một cái nhìn hạn hẹp chắc mắt nhỏ xíu rồi đó, thì bây giờ tôi đã muốn mở rộng ra, cũng vì mắt ngó biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương, cũng vì em mến em thương cho nên vũ trụ mà hương mà rộng.
Hãy lúc nào mà mình có tình cảm, yêu thương và sự ngọt ngào thì cả vũ trụ này nó chất chứa cả hương và trầm. Những cái nhà thơ họ làm rất là quan trọng, muốn nói hình ảnh Đức Phật ra đời họ nói như vậy. Họ nói rằng là nếu lúc nào chúng ta hiểu được Đức Phật á, cho nên nói rằng hôm nay Đức Phật vào đời, nghe nói rằng ông nói rằng Đức Phật vào đời ở đâu? Không phải Ấn Độ, phải Lâm Tỳ Ni, phải đi bảy bước, mà Ấn Độ đi mà Đức Phật là cái tuệ giác mà Đức Phật đã giao cho mình thấy rồi, nó nằm trong tất cả mọi người, ai cũng có thể nhận biết được, có thể nhìn thấy được. Cho nên Thầy Thánh Tuệ nói một câu rằng tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng đó. Bây giờ các vị nhìn thấy Phật không? Không phải đây, không phải ngày rằm tháng tư, mà buổi sáng lên các vị có thể nhìn thấy Phật. Tôi thấy Phật ha? Tôi thấy Phật ở đâu? Ngự trong từng tia nắng. Tại sao vậy? Là lúc đó là khi dường tâm yên ắng những buồn lo, là lúc đó tâm mình không có lo nữa. Có ai biết Phật chưa từng đi vắng? Nghĩa là nếu mà mình biết được Phật chưa từng đi vắng, tức là Phật chưa có từng mất trong mình, tức là Phật tánh mình lúc nào cũng có. Là vì sao vậy? Nhưng mà vì ô mê nên đường về xứ Phật luôn quanh co, tức là mình bị vô minh nó che mất, cho nên cái về cái chỗ mà đường đến Phật nó trở thành quanh co. Rồi bây giờ nếu mình trong tia nắng mình thấy được Phật về chỗ khác, mình thấy không? Thấy. Ví dụ như tôi thấy Phật ở trong từng hơi thở, trong từng hơi thở của mình thở ra thì vô mình thấy Phật. Thấy bằng cách nào? Nghĩa là thấy rằng khi tâm hồn mở rộng lối yêu thương, lúc nào mà tâm hồn mở rộng, bây giờ mình con nhớ Phật là con muốn học theo Phật là gì? Lượng từ bi. Các vị các anh nhớ câu đó không? À, con xin quy Phật bởi vì lượng của Đức Phật là lượng từ bi, thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài. Cho nên nghĩa là nếu mình thấy Phật qua từng hơi thở, khi tâm hồn mở rộng lối yêu thương, dừng lại nhé, tức là vì mình chạy đuổi của sắc trần, của ham muốn, của tình cảm mà mình khổ sở, bây giờ kêu dừng lại nhé, bình yên không sao động, thì cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường. Lúc nữa là lúc mình dừng lại, bởi vì bây giờ mình bị sao động, mình bị khổ, cho nên mình nghĩa là mình không thấy gì đẹp đó. Chứ nếu bây giờ lúc nào mình bị bình yên rồi, các vị đi vô rừng nữa, các vị đi trồng, các vị nhìn thấy hoa nó nở bên rừng, rồi là chim nó hót, cái gì cũng hay đó. Nên đôi khi mình tưởng là mình phải đi về tịnh độ, mình mới nghĩa là được nghĩa là nghe, nhưng mà thật ra là tịnh độ nó ở trong bước chân của mình. Cho nên người nào mà được an lạc, người nào thảnh thơi, người nào không bị ma đuổi, không bị nghĩa là cái phần nghĩa là khổ sở ganh ghét, nghĩa là ràng buộc, thì người đó đi chỗ nào cũng thấy có tịnh độ. Ở đây có gì mà chúng ta có một chỗ rất là đẹp, không biết cái đó kêu cái gì các bạn, campus, campus sần cái gì, cái chỗ này chỗ cái núi không phải bom lấp tiền mà có núi để đi bộ ở dưới chân của một cái trường đại học gì đó, có gì cần gì đi từ đây tới đó. Trước kia sư giáo không còn, có lúc đã từng dẫn Phật tử đi ăn ở đó, ăn trưa đó và tu ở đó một ngày. Tròn mình lên trên nó, đi của người mình nó tự nhiên mình thấy mình đi lên trên cao á, nó treo leo, người mình nó thảnh thơi lắm. Mà mình lúc nào mình đi mà mình thấy rằng mình không có gì, một chuyện gì phải gấp rác lên. Rồi lúc đó mình đi tìm từng cái cọng cỏ, rồi mình thấy những cái cây trong rừng rồi nó đứng không có ai chăm sóc nữa, nhưng mà nó đơn sơ nhưng nó đẹp lắm. Và nếu mà bây giờ mình chịu khó mình ngồi nghiệm thấy, nhiều khi có một hốc núi trời nắng chang vậy, rồi đá triệu năm vậy đó, đá tới từ đen đến thành đỏ luôn, rồi tự nhiên nó trong một cái hốc rất nhỏ vậy, cái nó chui ra một cành cây nở những cái lá xanh non mơn mởn và có một cành hoa nhỏ đẹp lung linh. Cái người nào đứng ngồi vậy, mình ngồi nhìn nó trời ơi, thế giới này nó khổ vậy đó, mà cái cành hoa này không biết cái con chim nào nó quật ra hàng cải nào, nó bay vô nó rơi xuống nó mọc được như vậy nè. Và lúc đó tự nhiên cái tâm hồn của mình nó rất là bình lặng. Đó là hạnh phúc và đó là thiên đường. Cho nên những cổ đức ngày xưa họ nói rằng chẳng biết rong chơi quyền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Bởi vì quyền tịnh độ ở đâu? Không phải là ở chỗ là chết rồi mới cầu về tịnh độ, mà tịnh độ là ngay bây giờ ở đây. Lúc nào mà các vị giống như mình thấy Phật qua từng tia nắng vậy. Cho nên bây giờ hỏi rằng vậy là bây giờ làm sao nghe Phật nói giờ? Tiếng của Phật giấu nơi lời chim hót.
Buổi sáng cái gì nghe chim nó hót, giống như mà sư phụ nói lúc Phật khóa tu á, trời sáng nghe chim nó hay lắm, nó kêu dậy nữa là nó tinh tấn lắm, 4:30 là nó dậy rồi, nó kêu đi đi làm gì, kêu này kia đi ăn đi chơi đó, mình còn ráng còn ngủ còn ngáy, còn nó không, nó 4:30 là nó dậy rồi. Nó dậy rất là sớm. Cho nên tiếng của Phật giống như là chim hót giọt cam lồ thánh thoát giữa sương mai, buổi sáng lung linh vậy đó. Mình phải thấy nữa là cái phần những giọt nước cam lồ buổi sáng này nó trong như thế nào, nó bình điện thế nào. Bởi vì sao vậy? Đừng kiếp Phật ở chính tầng cao vót, đừng kiếp Phật ngồi đỉnh cao, đừng kiếp Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bước chân ta tỉnh thức hiện liên đài. Nếu trên bước chân của mình, của tất cả các Phật tử tỉnh thức lúc nào cũng tỉnh thức trong chánh niệm, thì dưới chân mình có hoa sen nở. Khi nào dưới chân mình có hoa sen nở, được tỉnh thức không bị ô nhiễm, lúc đó mình thành Phật rồi, mình kiếp Phật làm gì nữa? Kiếp Phật trên chính tầng cao nhất, tức là quyền thoại quá nhiều Phật. Cho nên bây giờ khi mà nhà thơ nói rằng là tôi thấy Phật ngự trong tầng, trong làn gió mát, mắt Phật cười xanh ngát cả hồn nhiên, thấy mà nếu mà có thể ai có thể suy nghĩ thấy Phật được vậy đó, thì người đó thật sự thấy Phật. Chứ còn thấy Phật qua hình thức được gọi là cái Phật nhược diện sắc kiến ngã kiến tinh cầu ngã là thị nhân thành tựu, không thấy như này là vô sở tùng lai diệt vô sở thứ của dịch là Như Lai là như là không đi, là không đến, là thường hình, là gì, là xuân đáo bách hoa khai hoàng quanh đề biểu thượng, tức là mùa xuân thì hoa nở, có chim hót, nó bình thường vậy thôi, đó là Như Lai. Mà người nào thấy được cái tự tánh bình thường đó, chứ người nào đừng có phải nữa là mùa xuân thì vui, mà nó trời ơi thu đến buồn quá, đông về lạnh lẽo cô đơn quá, đời tôi cô đơn nên đi tu cô đơn. Vậy là ta thấy được Như Lai rồi, nghĩa là nó đi tu mà thấy cô đơn là ta thấy được Như Lai được không? Như Lai là cái chỗ có nghĩa là Như Lai là vô sở tùng lai, tức là không có chỗ để đi, và dược diệt vô sở ứ, không có chỗ để về, như bất động gọi là Như Lai. Định nghĩa Đức Phật là như vậy. Cho nên khi nào mình thấy được cái giáo lý Phật qua cái câu mà mình học vậy. Cho nên có một Phật tử mà nói về cái gì gọi là thấy pháp đó, mà cái câu thơ của một Phật tử thôi mà sư phụ thấy là rất là hay. Tức là gì? Tôi thấy bầu trời quanh nắng xanh, thấy bầu trời không phải thấy bằng bầu trời, mà tôi thấy bầu trời qua lá xanh đó, rồi thấy cây mang nhựa chảy trong cành, thấy đời sinh diệt vô thường quả, thấy thương đời sâu mắt không thấy thế nào mình thấy cái là thấy được cái cây mà thấy được cái nó mang nhựa chảy trong cành, thấy được như vậy thì mới thấy được pháp, thấy sâu như vậy. Chứ còn cái là mình cởi người xem qua mình dòm vậy, mình đến chùa mình lại Phật tụng kinh đó, nhưng mình không hiểu được rằng đó là cái gì của Đức Phật đã dạy chúng ta, cái Đức Phật cũng nói chúng ta biết rằng đó là tất cả các pháp là nói vốn là thường tịnh thanh tịnh, nhưng mà do mình khởi động khởi cái tham sân si mình tạo thành do nghiệp, rồi mình khổ, mình cầu, mình nói làm sao để con hết khổ. Tại vì mình uống thuốc nó lòng quá rồi, thuốc nó sâu quá rồi, khó trị mình. Nếu bây giờ một cách gần gũi hơn thì bây giờ mình thấy Phật ở đâu? Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé. Các vị thấy mấy em bé nó cười hồn nhiên như thế nào mà mình nhìn thấy được cái hình ảnh của Phật, tức là tuệ giác, là sự bình yên quan đức Phật ấy, thì mình thấy được vậy. Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé, qua gì? Qua nơi bàn tay trong đôi má của mẹ già. Cho nên mình mới có được, mình mới nâng lên được một cái trình độ tức là thẩm mỹ, là mẹ hiền quan thế âm, thấy không? Thấy cái hình ảnh của Phật quan thế âm qua đôi mắt và đôi má của mẹ hiền, và qua đôi tay của mẹ hiền. Các vị thấy không? Cả cuộc đời mình nắm biết bao nhiêu bàn tay, nhưng mà cái bàn tay ấm áp, bàn tay mà cầm mình, dẫn mình, tắm rửa mình, chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, không có bàn tay nào như bàn tay của mẹ. Ngày mai là mình có được đấy, tự nhiên trong cuộc đời mình nắm nhiều cái bàn tay, nhất là lớn lên rồi các vị như là muốn đi tìm những cái bàn tay để mình nắm đó.
cầm cầm chặt chặt rồi buông tay, không chịu buông tay. Mấy ông lính ngày xưa ông đi lính ông nói sao, gặp mấy người mà đi ngang qua thấy tay này nó đẹp, cứ muốn cầm rồi đó, mới nói là cổ tay em chắc có thể tròn để nắm nó mòn lại một bên, mòn lại một bên. Các chị cứ tưởng tượng người ta có ai nắm tay để mòn không? Nhưng mà nói như vậy để nói rằng là nếu một người không có tốt đẹp, không có trong sạch thì bây giờ nó có trắng tròn không có giá trị gì đâu. Bởi vậy ngày xưa đó cái chuyện mà cái bằng chấp mắt một vấn đề mà trong người Tàu mình gọi là cái bằng lão của mà trị gia từ bất bình thiên hạ là Khổng Lão. Kể câu chuyện đó là cái bằng trung trinh tiết liệt đó, tức là có một cái người phụ nữ đưa cái quan tài của chồng của mình về quê. Các vị cũng đưa quan tài của chồng mình về quê. Khi mà đưa về tới một cái gần tới quê mình, vì nhà nó ông chồng cũng làm quan mà cũng quá thanh liêm cho nên không có được giàu có, cho nên nghĩa là đi một cái hàng rất là đơn sơ, đẩy xe bò về tới vô cái chỗ nhà trọ nó thấy đám ma nó cho vô, nó trời ơi nếu mà đem cái đám ma vô chim cũng thọ, ai mà dám vô ngủ, nên nhất định đuổi. Bà nói bây giờ tới đây là không có tiền bạc gì, thứ hai nữa là đây là cái ông cũng từng là tới huyện là chồng của tôi, cho nên tôi cảm ơn cho tôi vô năn nỉ thế nào ông này không cho. Ông cho cái bà đang đứng đó, cái ông chủ ông không chịu đi, ông giận ông đó, bà đi vô khác đi, bà đứng đây làm khách ta dám vô, thấy cái quan tài để nhìn hình đang ăn mà dám vô ngủ trọ. Nếu là bằng đêm mà có cái quan tài không ai dám ngủ trọ đâu, cho nên nắm tay bà kéo bà ra, cái gì không kéo bà ra rồi các bạn mới đứng lại ngó lên trời chảy nước mắt là than. Từ ngày tôi xuất giá tù vô, chỉ có một người duy nhất được quyền nắm tay tôi, đó là chồng tôi. Hôm nay chồng tôi nằm đây mà để bị ô nhục này, tức là để cho người ta cầm cái tay tôi lấy kiếm chặt đứt cái tay. Một cái người dám làm gì xong rồi đó, nó là giang lên, đưa lên phủ, đưa lên quyền, đó là vua phải cho người xuống, cái đầu đó là tấn phong ba lên, là một trong người phụ nữ là trung trinh tiết liệt. Xong rồi tổ chức một đám ma rất là linh đình để đưa ông quyền đó về để an táng ở tại xã Trung Quốc. Và lịch sử Trung Quốc có những cái gương, những con người trung trinh tiết liệt như vậy, chứ không phải là để mà nắm mà tới mòn một bên. Nhưng mà thật ra đối với quan điểm thủ chấp đó mà qua phương Tây và qua tới bây giờ các vị biết nó đúng không? Cái cậu điểm đó trời qua đây đậu mà nó nhảy khi vũ riết chứ không có tay đâu mà chặt, tay đâu được mà chặt, nó nắm tốn ngày mà không tay đâu mà chặt được. Qua cái xứ sở phương Tây là cái xứ của khai phóng, cái xứ nghĩa là đâu có phải là cái bằng nghĩa là của Trung Quốc những ngày xưa đó, nghĩa là cái bằng tay nghĩa là chỉ có một mình ông chồng được nắm thôi. Mà bây giờ ông chồng chết rồi, bây giờ ông này ông chủ rồi dám kéo tay tôi lên chặt cái tay. Mà phải nói là người phụ nữ như vậy mới được là cái bằng trung trinh tiết liệt không, mới được vua phong vậy. Nhưng mà nó lại mang cái tính nghĩa là chấp thủ, và nó mang cái tính nghĩa là phong kiến theo kiểu của người mà là cổ lộ vậy. Đối với một cái khoa học mà là tiến bộ với xã hội với nhân dân thì người ta không thấy cái gì đó là đúng. Thì cái Phật giáo nó quan trọng cái chỗ là mình có thể thấy được tự tánh các pháp nói vốn là như vậy, đừng có bị nữa là khổ gì cái chuyện đó, chấp gì cái chuyện đó mà tự nhiên mình làm mình khổ. Thì ngày Phật ra đời ngày nói như vậy là những gì mà kể cả giáo lý tất cả những người tu mà Như Lai để lại, cái nào mà các vị có thể tu mà mình đạt được an lạc, bình an và hạnh phúc là cái đó là đúng thuốc. Còn cái nào mà tôi nói cái này là của Phật nói nè, nhưng mà các vị uống vô nghe nó đa nói, làm ơn đừng có uống nữa, làm ơn đừng có hành trì nữa, nó không chắc gì mà nó không đúng cái đó, nó không đúng thuốc của mình, nó không đúng bệnh của mình, và chưa chắc gì là cái đó là của Phật đúng. Đó, chúng ta thấy được Phật tức là thấy thật tướng của các pháp mang lại hạnh phúc và không có chất liệu khổ đau thì cái đó mới gọi là Phật chứ. Cho nên cái ngày Phật ra đời chúng ta mừng, cái vui mừng, vui mừng là vì nghĩa là mình là một người cùng tử, mình là một người chưa có cơ hội để mà tu hành, nhưng mà tự nhiên mình được Đức Phật, cái ánh sáng của Đức Phật để giao cho mình một cái tự giác, thấy là mình tự mình quyết định cho đời sống của mình, không có lệ thuộc ai đâu, tức là tự mình ác không làm, tự mình nghĩa là tự mình điều ác làm thì tự mình sẽ làm mình nhiễm ô, mà tự mình ác không làm những chuyện mà ác con không làm nữa thì tự mình đã làm cho mình thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình không có ai, không ai không tịnh được.
quý, rất là cao quý. Cho nên ngày nhỏ sư phụ chẳng biết cái gì mà tu hết trơn, tức là tại vì bà già mới dẫn tới trong chùa vậy, rồi bây giờ đó là lớn lên thôi, giống như mình gọi là cái bằng hồi nhỏ mà mới có 6-7 tuổi ở chùa rồi, cho nên người ta nói mình ăn chay, có biết gì đâu ăn chay, chứ nếu không ăn chay cái gì ăn, nó tóm lại là vậy, nó một câu rõ ràng vậy, không ăn chay thì ăn gì giờ, chứ là đâu phải hay nó trời sao nhỏ mà ăn chay hay gì, tôi có biết gì đâu mà ăn chay, có nghĩa là vô trong chùa có gì ăn cái đấy mà ăn chay thì ăn chay, cơ bản nữa là cửa chùa đã thấm muối dưa, màu thiền ăn mặc mình đã ưa nôn sòng. Mà nếu mà khi nào mà mình sự đời đã tắt lửa lòng á thì còn chen vào chỗ bụi hồng mà chi, dở dang nào có hay gì, đã tu thì tu trót kiếp thiền thì thôi, mình lỡ mình đi trót kiếp thì thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là các bằng cái chỗ mà các bằng lửa lòng mình đã tắt được hay không, đó mới là vấn đề chính, vấn đề chính của Phật giáo là chỗ đó, chỗ mà cho dù chúng ta có ở được trong cái phạm trù của Phật học, nhưng mà chúng ta có hiểu được rằng cái giá trị là cái nào làm chúng ta được thanh tịnh. Vì vậy Đức Phật nói rằng những giáo lý của Như Lai để lại là các ngươi phải gì, nó đặc biệt cái chỗ nghĩa là đến để mà thấy, chứ không có không có tin à, không nghe người ta nói, đến để mà thấy thiết thực với hiện tại, nghĩa là nó ngay bây giờ. Nếu mà các gì nghĩa là thiết thực với hiện tại, giáo lý của Đức Phật nó đặc biệt là như vậy đó, có giá trị được các bậc thánh khen ngợi. Như vậy thì nó giá trị thế nào? Chẳng hạn hỏi bây giờ các vị trong lòng có khổ không? Nếu trong lòng mình có khổ, mình biết mình có khổ, trong lòng mình hôm nay vui không? Có vui thì biết mình có vui, và biết được rằng nguyên nhân nào cho mình làm cho mình khổ, và nguyên nhân nào cho mình vui. Đó, biết được nguyên nhân của nó, biết được con đường của nó, biết được cội gốc của nó, và biết được cái chấm dứt của nó, thì nó thiết thực với hiện tại ngay bây giờ là hạnh phúc, chứ không có hẹn, không có nói rằng à, thôi bây giờ tu đi rồi sau này mới có được hạnh phúc, không có gì. Hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Cho nên đó là khi mà thiền sinh nói rằng đó là địa ngục ở đâu, chỉ cần tú gươm ra là địa ngục liền. Cho nên khi nào mà người ta nói một câu cái gì vừa khởi lên chân, nó rằng đó là cửa địa ngục mở rồi, mình nghe xong nó à, tôi quên ha, cười vui vẻ, cửa thiên đường mở ra. Bây giờ ai muốn lên thiên đường, ai muốn xuống địa ngục có chút xíu rồi, được không? Cho nên đó là tự nhiên mình giờ mình thấy mẹ hiền, nhưng mà đó là mình chỉ cần đó là con mình nó về mình đổ tâm mình tặc lên, nó biến thành đó là hà bá, lấy dao mà rượt mà chém người ta nữa thì nó bả nổi cơn rồi, cầm dao bay ra đi vô thì nó không còn là mẹ hiền nữa. Nó đâu còn là mẹ hiền nữa, cái gì nó hiện thân, nó hiện thân là một cái gì, một cái cảnh giới rất là đáng sợ, là cái bằng cầm dao thai thì đâu còn là mẹ hiền nữa, nhưng mà chính bản thân người đó sẽ là mẹ hiền. Nếu mà chúng ta chỉ thay đổi thôi, thì Đức Phật ngày nói rằng cái chữ Phật đó là gì, là tỉnh thức, là giác ngộ. Cho nên Đức Phật ra đời chỉ muốn chỉ cho mọi người chúng ta biết là ai cũng có cái chìa khóa công tắc đó, các vị bật cho đúng công tắc thì các vị sẽ sống. Mà nếu mà các vị bật thường xuyên, sống thường xuyên thì mình giác ngộ nhiều. Cái sự khác biệt giữa mình và Đức Phật là gì? Mình không có liên tục à, mình tỉnh nhưng mà không có liên tục. Còn Đức Phật lúc nào ngài cũng sống trong niết bàn, có nghĩa là lúc nào ngài cũng sống trong cái trạng thái nghĩa là không vì các cái tham luyến, và không bị chi phối bởi những cảnh giới, và không bị các pháp sai sự, do nên ngài được tự tại và niết bàn. Còn mình thì không có. Cho nên nói thiệt với các Phật tử, xin như sư phụ cũng vậy, là nhiều khi vừa rồi cách đây sau ngày rằm tháng tư ngày Phật đản, xong rồi cái là sư phụ mới đi vô nằm trong cái phòng bệnh, trời ơi nằm một đêm rồi mới thấy được cái khổ của người bệnh tội nghiệp lắm. Kêu bằng nghĩa là nó kêu bằng mình bị cái bệnh bây giờ gọi là kêu bằng giấc ngủ nó bị ngưng bất thường rồi, cho nên các vị biết không, nó chụp cho mình một cái mỏ như cái mỏ của heo nha, đó cái giống như mấy người ngoài hành tinh vậy, nó chụp lên rồi nó đới khống vậy, máy nó chạy một chút xíu nó lệch qua, nó làm phè phè, nó hú nó kêu, không có ngủ nghe gì hết.
nó nằm trong đó vậy á, rồi là nó gắn dây lên đấy từ đến đầu đến dưới, nó ràng giống như là bị như là kim cô nó ràng vậy, làm sao ngủ mà nằm bất động như nó chuyển qua cái chuyển lại cũng được, mà nằm vậy tê tay tê chân vậy mà chỉ có một đêm thôi, nó thấy đêm nó dài cỡ nào thì các chị biết là trần gian nó khổ đau cỡ nào. Bởi vậy mình nghĩ con người thân người mình nó chán mệt mỏi bình hoàng rất đáng sợ, nhưng mà nó khổ cái là sáng mai mình cởi được mình trả nó hết rồi, mình tháo là trời ơi khỏe quá giải thoát, là về xuống xe đi cũng quên, nó quên rằng cái bình nó vẫn còn đang ở bên mình vẫn còn bị thiếu ngủ, vẫn bị mất ngủ và vẫn không khỏe. Giờ mình về là mình phải có nhiều công chuyện đó mình lo, mình tính, mình làm. Đây là vấn đề giữa mình khác với Đức Phật là gì? Khi Đức Phật đã giác ngộ, Đức Phật đã thấy được cái thế giới này rồi, Đức Phật đã từ giả cuộc đời, Đức Phật đã bỏ cung già thì ngọc, Đức Phật đi tu để giác ngộ, để gọi là cái bậc những người mà xây nên cái tháp này, tức là này người thợ làm nhà bao nhiêu rui mè kèo cột, tất cả những cái tham ái tạo nên thân tử này, ta đã phá vỡ ngôi nhà này, từ đây về sau không còn để cho người làm chủ nữa, tức là không còn lý ái thân nữa. Còn mình thì nghe bài kinh nó nghe hay quá trời, nghe xong thì giác ngộ tưởng đâu cần thành Phật liền vậy, nhưng mà vừa xuống dưới rồi thấy là trời ơi tôi ngồi nghe pháp cũng chết luôn, ở dưới này ăn hết trơn rồi, cho rồi đi vô rồi tham ăn dữ vậy, rồi nói con rồi các bắt đầu thấy thôi khỏi cái đi chùa, đi chùa không có miếng gì ăn hết, từ ông Phật trở thành chúng sanh. À, mới giác ngộ đây rồi xuống dưới rồi thấy xong cái là cái bằng là cái bằng phiền não tung tung bồ đề gai nổi lên, thay vì Đức Phật mà ngồi dưới cổ bồ đề Đức Phật giác ngộ, còn mình đó là bồ đề nổi gai nên gặp ai cạp nấy, nghĩa là mặt mày gặp ai đụng nấy, nghĩa là gặp ai hoặc là mới hạnh phúc đó bước ra thấy chiếc xe như vậy đó, ai đụng bóp đứt ra giờ làm sao vậy, tự nhiên mà của mình nó cay đó, nó giận, nó tức rồi nó thù hận, do vậy cho nên vừa giác ngộ thì mình trở lại rơi lại con đường của chúng sanh, đó là cái sự khác biệt giữa mình và Đức Phật. Ngày nào mà mình giữ được cái trạng thái đó suốt cả ngày, suốt cả tháng, suốt cả năm thì ngay trong đời hiện tại người đó được niết bàn. Niết bàn là như vậy đó. Niết bàn là một cảnh giới mà người ta có thể khống chế tất cả mọi ham muốn về dục lạc và khống chế tự ngã tự thân của mình để biến thành tự tại, gọi là niết bàn. Chứ không phải là Đức Phật mà ngày nhập niết bàn này đi thiêu đâu. Đức Phật mà phát được quay mà mình đi thiêu cái thân tứ đại đó là Đức Phật nó không có quan trọng nữa, mà Đức Phật mà nó sẽ sống mãi là Đức Phật đã giải thoát giác ngộ, và giáo lý là cho ngày giải thoát giác ngộ chúng ta cũng có một Đức Phật vĩnh viễn. Phật đó được gọi là gì? Là Phật tánh, là Phật tâm, là Phật thường trụ mà tất cả các Phật tử ai cũng có. Chỉ có người nào sử dụng được nhiều chừng nào là cao quý chừng đấy, tốt chừng đấy. Kể cả những người xuất gia, người xuất gia nào mà cái còn sống được thường trực cái đó và sử dụng nhiều chừng nào thì người đó đức hạnh và phước báo và kể cả cái năng lực tu hành của nó cao. Còn bây giờ dù người nào xuất gia trong chùa mà không sử dụng được những cái chất liệu cao quý đó thì cũng bằng những người bình thường ở ngoài thôi. Ngược lại với những người Phật tử bình thường ngoài, nhưng mà nếu mà học được, sử dụng được, biết nghĩa là tự tánh, biết nghĩa là cái mà kiềm chế, biết nghĩa là quá giải những ham muốn thì Phật tử ở ngoài vẫn tự tại như ở trong chùa. Cho nên mới có kết luận là câu rằng nếu chẳng biết trong chân điền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Cho nên lúc nào mà các Phật tử thấy mình mệt mỏi, phiền não nhà, các vị đang biển, đứng nhìn ra biển, bắt đầu ví dụ như con mắt của mình mắt thường mình thôi, cũng gì vẫn có trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, mình thấy nó là cái cuộc đời này, cái thế gian này nó rất là cái vũ trụ rất là lớn, con người mình rất là bé nhỏ và mạng sống mình rất là mỏng manh, rồi mình nhìn thấy nữa là biển vậy, rồi những con giả đàn xe cát biển đông nó chất chứa rồi đó, rồi cái sóng đánh một cái nó chìm xuống, nó trôi trên trời tay không, tự nhiên mình thấy nếu mình bị mất, nếu mình bị thua lỗ gì thì cuộc đời này mình đi đến cũng tay không, rồi mốt đi về cũng tay không.
Đó. Người nào đến á, ra cuộc đời này có ai mang theo được gì không? Có hột sò không? Có vàng không? Có quần áo không? Có đồ kiểu không? Không có gì hết. Cho nên là mình ra khỏi thân hình của mẹ chỉ là một cái hài nhi, không có dính một cái gì trong tay. Ngày mình ra đi rồi không có bám víu được cái gì trong tay cả. Cho nên nếu mà lỡ người nào đó rồi, trước khi chết thì nhất định cũng nắm được cái hộp nào người ta cũng làm gì? Dở tay mình ra ta lấy. Không ai cho mình mang đi đâu. Cái gì của đời phải trả lại cho đời. Không có ai mang theo được gì hết. Cho nên mỗi lần mình thấy mình phiền não chán thì các vị mới lên ra ngồi hoặc là chạy xe lên núi một mình thôi. Lên trên núi cao đứng nhìn xuống bao la mới thấy như là tâm hồn mình nó bao la. Rồi bắt đầu mình mới đi bộ trong rừng nhìn cây cỏ này kia, bắt đầu mình làm quen, mình mới nghe được chim hót, mình mới nghĩ là làm thế nào mà có những người ở đây tới mấy chục năm mà chưa có thời gian để nghe được chim hót. Trời ơi, có nhiều người đó đó là sáng nghe như là gà nó gáy, trời sao gà gáy nó hay quá nè, nghe nó nhớ quê hương của thấy nó thật là cái phần thảnh thơ. Tại vì mình đôi khi mình làm cái mức độ không có thời gian để nó là cái phần tận hưởng được những cái là cái phần rất là thiên nhiên. Và những gì mà mình gọi là chất phọt là gì? Là trong cuộc sống là bình thường. Cho nên đó là những nhà thơ họ đã nâng cái hình ảnh của Đức Phật của chúng ta hôm nay lại như vậy. Thì ngày mai đây chúng ta có thể làm lễ tắm Phật. Tắm Phật để mình hiểu được rằng tắm Phật mình sẽ tắm được một Phật sạch tắm không? Mình muốn tắm Phật tức là một nghi lễ đó tức là mình tắm cái tượng đản sanh để mình muốn nói rằng là con đang tắm cái thánh tượng này để muốn là con muốn dùng cái giáo pháp của Phật để tắm rửa cái tâm của chúng con. Đó. Bởi vì tội từ tâm khởi cho nên nương tâm sáng. Khi nào mà con xối mà sạch hết được những cái tội lỗi trong tâm của con rồi đó thì lúc đó tội nó còn. Cũng giống như Angelimala tức là vì vô minh mà làm kẻ giết người, khi tỉnh giác thì dừng lại. Dừng lại là một sự thái độ đó, hiểu? Chỉ cần dừng lại là một sự thái độ đó. Đang chạy thân là danh diện, biết dừng lại có nghĩa là mọi thứ đều có thể thay đổi. Đặc biệt trên từ sám hối của Phật giáo như vậy. Nếu biết sám hối thì mọi thứ có thể làm lại. Cho nên mình đừng có phải trách móc mình nói con người mình nó tệ lắm, trước mình làm tội lỗi gì lắm, trước tôi là làm đủ thứ chuyện trên. Thì giống như mình nói nhỏ mình đi cấp xoài, đâu phải là gì chuyện cấp xoài đó, mình làm suốt đời cấp xoài. Tại vì mình trẻ con nít mình không biết, mình thèm chua, chẳng hạn gì. Rồi bây giờ mình không có muốn nữa, bây giờ năm điểm mình không ăn, mà mình không làm, mình biết đó là việc làm không tốt, mình không làm nữa. Thì nó không còn gì cho mình nữa. Cho nên trong Phật giáo nghĩa là tự mình thanh tịnh mình, không có ai thanh tịnh ai. Không phải là nhờ Phật mà làm cho con được thanh tịnh, không phải nhờ Phật mà làm con được giác ngộ. Phải có tu, phải có tập, phải có thấy và phải có đứng trên đôi chân của mình. Cho nên trước khi Đức Phật ngày nhập niết bàn thì nói rằng: này các đệ tử là thân như của ta, đừng nghe theo dục vọng mà quên lời ta dạy. Mọi sự vật ở đời không có gì là bền chắc, thân thể rồi sẽ là tan. Chỉ có giáo lý, chỉ có đạo pháp là những con đường bất di bất dịch. Hãy nương tựa vào giáo lý đó, nương tựa vào đại đạo đó, đừng tin tưởng ở bất cứ người nào. Cho nên hãy tự mình tinh tấn, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hỡi những người đệ tử rất thân yêu của ta. Cho nên ngài nói những câu nói rất là gần gũi với mình. Vì vậy mình qua cái human being, tức là qua cái nhân loại, qua con người, mình biết rằng mình tin Đức Phật và mình đến với Đức Phật chỉ vì một lý do đó. Mình không bị lừa gạt. Các vị nghĩa là khẳng định một cái là làm đệ tử Phật phải biết rằng nhất định không bị lừa gạt, không bị ai lừa gạt cả. Bởi vì mọi việc do mình có khả năng làm Phật. Và chính vì vậy nếu yếu đuối, nếu bệ rạc, nếu lỗi, nếu mà mình gọi là sơ xuất, mình sẽ trở thành gì? Trở thành ma. Ma Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau, chỗ chánh tà chỉ có khác nhau đó. Và khi mình làm đệ tử Phật mình mới thấy cái giá trị của mình vậy. Chứ mình không phải là cái người mà cái phần chỉ đi theo tò chỉ ăn rồi cái tối ngày đó là cái phần đó là cung phụng, đó là cúng dường lễ bái để mình cầu, không có điều đó. Mình
tất cả những hình thức mình cúng, mình lễ, mình bái nó để mình gọi là trân quý nhờ Đức Phật, nhờ đạo pháp này mà con mới biết được giá trị Như Lai của chính con. Và nhờ cái giáo lý trân quý này mà con biết được rằng con cũng có khả năng giống như Ngài. Tỉnh thức. Thôi thì nói nữa cũng mấy người ra rồi nha. Nhưng mà bởi vì mình nói thì dễ nói nhưng mà làm thì khó, phải không? Cho nên nằm bệnh viện, ngồi đi vô trong bệnh viện thấy người ta chết thấy buồn thấy sợ lắm, nhưng mà chạy xe ra ngoài rồi thì bắt đầu đi shop đi ăn cũng quên hết trơn. Bởi vì ông bác sĩ ông có nói tội nghiệp lường gì đâu, nói tội nghiệp sao, ông nói là cái quý nhất của con người là hơi thở. Cho nên nghĩa là mình làm cái gì á, mình không có ăn á một ngày mình không chết, mình không uống á một giờ hay là một buổi mình không chết, nhưng mà mình không thở 24 thì mình chết đâu, chết mọi thứ. Vậy mà ông nói cuối tuần nào vậy, mà cuối tuần này rảnh không? Nói rảnh là gì? Đi ăn nhà hàng, đi nhảy, đi chơi, đi shop. Mà những chỗ đó là những chỗ toàn là cái bọc ô nhiễm, những chỗ đó những chỗ là ăn thì đủ thứ, đưa những cái chất hóa học vào, rồi cái là sát hại sinh linh, rồi đủ thứ, rồi đi shop thì tốn tiền, rồi cái là cái bọc cái là khổ sở đủ thứ đó. Không ai nói rằng chà cuối tuần này rảnh á đi ra ngoài biển thở, thở gì fresh air, lên trên núi thở fresh air, thở không khí, bởi vì hơi thở rất là quý. Có lúc mình không có thời gian để thở, nó trời mặt nó bá thở luôn, ngồi thở không nổi nữa. Như vậy thì bây giờ tại sao cái ngày rảnh cuối tuần mình không đi thở? Ở đây có ai chịu đi thở không? Trời ơi mệt muốn chết, làm mệt muốn chết rồi thì tại sao là cái ngày cuối tuần lại không đi thở? Đi thở ngồi mình không ai dành cho mình trơn á, cái chỗ này không ai dành mình trơn, lên núi mình ngồi mình thở không có người nào dành trơn, thở cho đã đời vô lượng đi. Thở tới đầu nó nói rồi ngủ quá rồi, bây giờ nó vô rồi, nó đầy rồi, nó no rồi, hơi không à. Đó, hít vô hết, bao nhiêu phiền muộn tuôn ra hết, thở ra. Rồi thở, trong lúc thở mình theo dõi thêm, thấy rằng đời mình là tội nghiệp ghê, nó ngắn ngủi ghê. Nó vô mà nó ra rồi, nó trở lại rồi, ô. Tất cả mọi tính toán, tất cả mọi sắc đẹp, tất cả mọi dư diền, quy quyền, tất cả mọi tài sản, thở ra rồi là coi như là một số kiếp. Đời người như thế liền mà. Đó mình suy nghĩ khi mình thở vậy mình mới thấm hiểu được cái giáo lý của Phật, là người nào thấy được cái thực tánh của các pháp thì người đó thấy Phật. Nếu mà khi nào các vị thở mà thấy được giá trị của hơi thở và giá trị kiếp nhân sinh là các vị thấy Phật, và lúc đó các đệ tử đã cúng dường Phật và mừng Phật một cách chân thành. Ngày nào cũng được thấy, ngày nào cũng có Phật ra đời. A Di Đà Phật. Về giữa tay đi thở không? Bên này đi thở được không? Hồi nãy giờ có ai không quên thở không? Ngày nào cũng thở được không? Cho nên bữa nào ai gọi điện thoại hỏi mình đang làm gì đó, thở, đang thở. Nó sao kỳ vậy? Nó tại vì tranh thủ lúc không ai kiếm, không ai kiếm chuyện mình ra phải thở. Cho nên các chị phải giữ hơi thở. Các vị biết thiền này chỉ quan trọng cái chỗ hơi thở, tâm thở. Người nào thở nhiều, thở sâu thì sống lâu, thở ngắn thì sống ngắn. Mà các vị biết tới tội nghiệp, có một trong những con mà thở mà khổ nhất là con chó. Khi mà nó bởi vì nó vừa hít vô thì nó thở ra, nó đâu có đi vô sâu được đâu. Mà mấy người mà quá nhiều việc cũng vậy, khi giận ai cái thở hơi lên mà lấy hơi lên không à. Mà người nào lấy hơi lên thì sắp làm gì? Sắp đi rồi. Sắp đi rồi, lấy hơi lên sắp đi rồi. Bởi vì đáng lẽ là phải sâu vô tới đơn tiền hết trong bụng mình đưa ra, đằng này nó ngang cổ nó trở lại. Nó trở lại thì nó càng ngắn. Mà lúc nào nó không chịu vô nữa thì nó ra. Cho nên người nào lấy hơi lên mình biết sắp lên rồi. Sắp lửa lên bằng thờ. Chúng sanh bồ tát.